Thưa quý vị, di tích Hải Vân Quan được xây dựng vào năm 1826 là một đồn lũy quân sự trấn thủ tại đỉnh đèo Hải Vân, ngay ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng ngày nay. Với nhiều ý nghĩa đặc biệt về mặt lịch sử, văn hóa, di tích Hải Vân Quan đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia ngày 14 tháng 4 năm 2017. Từ đó đến nay, hai địa phương Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế đã có nhiều nỗ lực trong việc phối hợp trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Hải Vân Quan được xây dựng ở một vị trí hết sức đắc địa, vừa hiểm trở treo leo là nơi xung yếu nhất được mệnh danh là Yết Hầu của Kinh Đô Huế. Thành lũy này án ngữ trên con đường thiên lý độc đạo lưu thông từ Kinh Đô Huế đến xứ Quảng Nam và ngược lại. Ngày nay, di tích Hải Vân Quan thuộc hai địa phận là thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, hai địa phương đã quyết định phối hợp triển khai dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan vào ngày 19 tháng 12 vừa qua. Trước lễ khởi công trùng tu Hải Vân Quan, những người làm văn hóa ở Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo lẫn khảo sát thực tế để đưa ra kế hoạch tu bổ phục hồi hợp lý khoa học nhất. Hải Vân Quan là di tích văn hóa lịch sử các quốc gia chung của tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Trải qua gần 200 năm tồn tại với sự tác động của thiên nhiên, của con người và đặc biệt là của chiến tranh thì di tích có nguy cơ trở thành phế tích. Cho nên là rất là vui mừng chúng ta làm lễ khởi công cái dự án tu bổ phục hồi và phát huy giá trị của di tích Hải Vân Quan. Cái điều này nó thể hiện cái sự đoàn kết gắn bó giữa hai địa phương trong việc quản lý và phát huy cái di sản chung. Việc trùng tu di tích Hải Vân Quan về lâu về dài đặt ra một cái bước phát triển về kinh tế du lịch, trong đó là thứ nhất là diễn dương được cái tinh thần tự tôn dân tộc và đặc biệt nó mở ra một cái bức tranh mới cho cái việc bảo tồn di sản. Dự án trùng tu di tích Hải Vân Quan gồm nhiều hạng mục được triển khai trên diện tích đất khoảng 6.500 m2 trong thời gian 2 năm với tổng kinh phí hơn 42 tỷ đồng do tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng đóng góp, mỗi địa phương 50%. Tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng quyết tâm triển khai công tác trùng tu dự án một cách bài bản với chất lượng cao nhất, với mong muốn Hải Vân Quan sẽ được phục hồi những giá trị nguyên bản, trở thành điểm đến hấp dẫn, là niềm tự hào của người dân hai địa phương. Đây cũng được xem là hình mẫu tiêu biểu về công tác phối hợp trong bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời cũng là sự cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Đảng về phát triển văn hóa trong bối cảnh hiện nay.